Thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, đầm nội chi xả, được bề trên ban cho lộc lớn, thần tài mở kho, ban phát tài lộc mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, lộc lá đầy nhà, có cơ hội trúng số, trúng thưởng là rất lớn, giúp cho quý cô bác, anh chị thay đổi cuộc đời từ đây, được hưởng Tết ấm no, giàu sang, viên mãn. Đinh Tỵ lộc phước đầy nhà, sinh thời phúc quý nở hoa để dành, ngũ thần hộ mệnh phương xanh, chấm vàng điểm sáng thành danh lâu bền, chín đời cửu ngũ phía trên, vinh hoa phú quý phất lên cửa nhà. Quý mệnh chủ Đinh Tỵ thân mến, nếu xét mối quan hệ giữa Đinh Tỵ và cuộc đời, chắc Đinh Tỵ là phe mãi miết yêu đơn phương. Đinh Tỵ yêu đời nhưng đời không yêu Đinh Tỵ, đời cứ thỉnh thoảng lại hành Đinh Tỵ chút thử thách, xíu trông gai pha với tí bàng hoàng, nhưng dù đời không tử tế thì Đinh Tỵ vẫn yêu đời, vẫn lạc quan, vẫn tâm an và vui vẻ lắm, vẫn nói cười ăn chơi giao lưu, giao du theo đuổi ước mơ và chăm chăm làm việc, học cách quên đi nỗi đau, học cách lạc trôi quá khứ. Chỉ là đôi khi chợt ngừng lại thấy nhói ở đâu đây, chỉ là đôi lúc ngắm trời cao thấy lòng mình sao bâng khuâng quá thể, nhưng có sao đâu. Cười xoa một cái nhẹ, khoác lên cái mặt nạ của sự mạnh mẽ và kiên cường, và rồi lại bộc lộ tiếp cái hình ảnh của một Đinh Tỵ thích theo đuổi vạn sự. Rồi cũng sẽ ổn thôi, nếu không ổn Đinh Tỵ sẽ làm cho nó ổn. Đó cũng chính là lý do mà thời gian tới người tuổi Đinh Tỵ sẽ kiếm được về một khoảng tương đối lớn, đảm bảo an nhàn tuổi già. Nếu Đinh Tỵ muốn biết cụ thể thế nào, hãy để Minh Đường Tử Vi làm sáng tỏ ngay sau đây nhé. Mệnh chủ Đinh Tỵ thân mến, Đinh Tỵ sinh năm 1977, ví ứng với hình tượng của một con trâu chăm chỉ và bền bỉ, cần cù và nỗ lực, kiên tâm. Con trâu này trong cuộc đời hiếm có thể đi đường tắt, tất cả mọi thứ đều do từng giọt mồ hôi, từng giọt chăm chỉ của họ tích tụ lại mà thành. Trong cuộc đời của một Đinh Tỵ, ít khi do may mắn mà thành công, ít khi do thời hay vận tới mà là thành tựu. Nói chung, họ sẽ phải có trình độ chuyên môn về lĩnh vực họ làm, thấu hiểu và thông tuệ nhiều kiến thức, kinh nghiệm, học hỏi trường kỳ sau đấy quần quật mà cày. Trong cuộc đời của một Đinh Tỵ ít khi họ thành công, mà chỉ có một công một việc, bên đông họ sẽ phải làm một tí, bên tây họ sẽ phải làm một tẹo, thì mới được đủ vận mà thành tựu thăng hoa. Nói chung, số của họ tương đối vất vả, nhưng mà tương đối thú vị. Trong cuộc đời của một Đinh Tỵ ắt có thời điểm bị nhọc nhằn chuyện tài chính. Họ không nên cho vay mượn hay quá cả nể những người thân thiết, rõ ràng, và dành mạch hợp đồng đủ vào thân, sẽ tránh cho Đinh Tỵ được những phiền hà, không đáng bận tâm. Trong cuộc đời của một Đinh Tỵ, phải lấy thật thà mà chiếm lấy, vô tính toán vô mưu hình mà tiến, nếu ở một kiểu chuyên trọng đạo ác sự thật thà. Bẩm sinh của Đinh Tỵ sẽ được trân trọng và nâng niu, còn trong giai đoạn mạt phát, nơi vạn sự gian dối ắt Đinh Tỵ phải chịu những thiệt thòi mỏi mệt. Thị phi không đáng có, đấy là cái hình thái của sự lạc lõng, trao đi chân tâm, nhận lại chân chó, kiểu gì thì kiểu cũng có lúc oan ức vào mình. Trong cuộc đời của một Đinh Tỵ có một cái tháng 12 năm 2023, Đinh Tỵ vừa gặp thuận lợi, vừa thử thách, nhưng chung kết quả là có quả ngọt và có kết đẹp cho những hạt mầm Đinh Tỵ gieo. Tháng 12 âm là tháng đúng thời điểm, chuẩn thời vận cho Đinh Tỵ gieo những hạt mầm mà bản thân đang ấp ủ dài kỳ, nhưng cần phải nhớ đừng tự mãn hoặc có những suy nghĩ sai lầm về bản thân và bản tính vì sự cao ngạo không hợp với Đinh Tỵ. Sự kiêu hãnh quá độ, tự tin thái quá dễ mua cho Đinh Tỵ những việc sầu bi vào mình. Khi Đinh Tỵ lấy hiền lành mà nhìn thế giới, lấy nhân hậu mà dưỡng dục nhân gian, có lòng nhân thì có trời đất. Hữu chân chỉ cần làm được như thế thì cuộc đời một Đinh Tỵ có thể có chút mệt, có thể có chút vất vả, có thể có chút thiệt thòi, có thể có chút nợ và bị hại vào thân. Nhưng chắc vẫn có được tự thành viên mãn, tiền tài vận mệnh phát tài về hậu vận. Xin kính chúc quý anh chị Đinh Tỵ luôn mạnh khỏe và an khang trong cuộc sống nhiều vất vả biến động này. Những người sinh ra trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 2 năm 1977 đến ngày 6 tháng 2 năm 1978, dương lịch, thuộc tuổi Đinh Tỵ,
Cầm tinh con rắn, sự kết hợp giữa thiên can đinh cùng địa chi tị mang ý nghĩa đầm nội chi xà, rắn trong đầm. Tuổi 1977, mệnh thổ, cụ thể là sa trung thổ, đất pha cát. Sa trung thổ vốn là một dạng thổ, nhưng pha tạp giữa đất và cát, nên tính cách của người mệnh này đặc trưng là thiếu sự đồng nhất, đôi khi tự mâu thuẫn với chính bản thân mình. Thực tế, cát thì thô, đất thì mịn, cho nên sự không đồng nhất của bản mệnh thể hiện ở mặt tính nết thất thường, có những lúc họ rất nhạy cảm, tinh tế, thông thái, nhưng có những lúc sự nhạy cảm và tinh tế đó bay biến đi đâu. Trong cuộc sống thường ngày cũng vậy, có những lúc họ rất nhiệt tình, quyết tâm hừng hực, không nề hà bỏ ra công sức và sẵn sàng hy sinh cả bản thân vì sự nghiệp, nhưng một khi cảm thấy chán chường, mệt mỏi, họ trở nên yếu ớt và có thể bỏ ngang tất cả mọi thứ trước đó. Đặc trưng chung trong tính cách người mệnh thổ là sự điềm tĩnh, khoan dung, tuân theo lẽ phải và rất kiên trì, cho nên khi đất pha với cát, bản mệnh có ý thức về bản thân rất cao, coi mình tôn quý, khác với mọi người xung quanh. Đó cũng chính là lý do người mệnh này thường cô độc, ít bạn bè, những người họ đã coi là bạn thì sẽ chơi rất thân, rất hết lòng, yêu quý và trọng nghĩa khí. Trong họ hàng nhà mệnh thổ, hầu hết các nạp âm đều được cấu thành từ nhân tạo, chỉ có sa trung thổ và đại trạch thổ là dạng vật chất tự nhiên, cho nên người mang mệnh sa trung thổ đinh tị cũng có tính cách khá phóng khoáng, thích tự do, ghét làm theo khuôn khổ, ràng buộc. Tư duy của người đinh tị mệnh này ít khi bị lối mòn mà thường có sự sáng tạo đặc biệt, cá tính có phần tùy duyên, lại thêm ý thức về bản thân vốn có, nên mệnh sa trung thổ đôi khi bộc lộ sự kiêu ngạo và hiếu thắng. Dù có khuynh hướng thích sự phát triển tự do, song họ vẫn có nguyên tắc rất bền vững và bất khả xâm phạm. Đặc biệt ở chỗ họ có tư duy và hành động theo nguyên tắc khá cứng rắn, thế nhưng khi thực hiện lại có phương pháp linh động và rất mềm mỏng. Nhìn chung, người mệnh sa trung thổ bề ngoài cứng rắn, kiên quyết, nhưng nội tâm khá hiền lành và mềm mỏng, nhân hậu. Đôi lúc đa sầu đa cảm, họ cũng có lúc để lộ sự cố gắng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ để lên dây cót tinh thần, nhưng ẩn bên trong lại khác. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi đinh tị 1977 trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Người tuổi đinh tị trong tháng 12 năm 2023 âm lịch có nhiều khởi sắc đáng kể, đón nhiều niềm vui tốt lành và dễ gặt hái được thành công nhờ có tam hợp che chở. Những khó khăn và bế tắc trước đó cũng dần được khai thông, con giáp này được quý nhân ở bên trợ giúp nên không còn điều gì phải lo ngại như trước nữa. Thêm vào đó, sự quyết đoán không do dự sẽ giúp những chú rắn rất nhiều để có thể giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Không khí hân hoan đón Tết cũng giúp bản mệnh có tinh thần làm việc hăng say, khả năng sáng tạo được khai thác và phát huy mạnh mẽ. Về tài lộc, con giáp này cần chuẩn bị tinh thần để đón tài lộc đang chuẩn bị ồn ồn kéo về nhà. Tài chính của bạn trong tháng Chạp khá lý tưởng và có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái. Nói chung không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, có thể thoải mái sắm sửa cho Tết. Đường tình duyên của tuổi này cũng thuận lợi hơn trước. Các cặp đôi vì bận rộn với công việc cuối năm nên ít có thời gian dành cho nhau, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn lặt vặt, song mọi chuyện sẽ sớm được hóa giải, trả lại sự bình yên cho gia đình. Sức khỏe của tuổi đinh tị tháng này nhìn chung ổn định, không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên bản mệnh vẫn nên để ý tới vấn đề ăn uống, đi lại. Đừng để gần Tết rồi còn gặp sự cố hay thương tật, trong tháng tiệc tùng, ăn uống liên miên nên cần kiểm soát để chức năng tiêu hóa tránh bị quá tải. Về phương diện sự nghiệp, điềm báo sẽ có quý nhân xuất hiện để dìu dắt bản mệnh vượt sóng gió, những khó khăn và bế tắc trước đó cũng dần được khai thông. Thêm vào đó, sự quyết đoán không do dự sẽ giúp những chú rắn rất nhiều để có thể giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Vào cuối năm, các mối quan hệ nơi làm việc cũng rất tốt đẹp, mọi người vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau để cùng hoàn thành công việc chung. Sự đồng lòng đó đã giúp tạo dựng nên một tập thể vững mạnh, trong đó không thể thiếu sự góp sức của bản mệnh. Không khí hân hoan đón Tết cũng giúp bản mệnh có tinh thần làm việc hăng say, khả năng sáng tạo được khai thác và phát huy mạnh mẽ. Nhìn chung con giáp này đang làm rất tốt để có thể chứng minh được năng lực của mình với cấp trên. Đây là thời cơ hiếm có, bởi bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân để đòi hỏi quyền lợi xứng đáng hơn với mình. Nhất là khi Tết đã cận kề, bạn hoàn toàn có lý do để đưa ra yêu cầu tăng lương, tăng thưởng chẳng hạn. Có thể nói, gạt bỏ những khó khăn trước đó, tuổi đinh tị ngày càng tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào quý nhân, nên dần dần mọi khó khăn được tiêu biến, con đường phát triển trước mắt cũng càng ngày càng rộng mở. Tuy nhiên, vận khí tốt chỉ quyết định một phần nhỏ, cái chính vẫn là sự nỗ lực của chính bản thân bạn, nhất là khi trong tháng có nguyệt lệnh lâm tử ám tàng. Nếu cứ dựa dẫm vào vận may thì bạn sẽ chẳng thể đạt được những thành quả rực rỡ đến vậy. May mắn chỉ là một yếu tố phụ để đi tới thành công, những ai hăng hái,
tích cực làm việc, miệt mài cố gắng ắt thu thành quả xứng đáng. Và ngược lại, ai an phận thủ thường, chỉ cầu ổn định, kết quả đạt được sẽ rất bình thường. Tháng này Bạch Hổ hung tinh sẽ khiến bạn phải di chuyển nhiều hơn, nhưng nếu đó là việc cần thiết cho công việc thì hãy cứ thoải mái đón nhận, rất có thể cơ hội đang ở phương xa chờ đợi bạn đón nhận. Về phương diện tài lộc, tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch thấy rằng phương diện tài lộc của người tuổi Đinh Tỵ cũng sẽ có những bước phát triển đáng kể trong tháng 12 này. Bạn làm trên lĩnh vực nào cũng kiếm được một khoản lương thưởng, lời lãi dư giả. Người làm công ăn lương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên chắc chắn sẽ nhận được nhiều khoản thưởng nóng, hoa hồng, thưởng Tết, thậm chí một số người còn được thăng chức, tăng lương, đảm bảo mức thu nhập cao hơn từ nay về sau. Người làm lãnh đạo hướng tập thể tới con đường đúng đắn nên bạn không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho tập thể, cho những người tin tưởng và đi theo mình. Với người làm ăn, kinh doanh, tháng Tết hàng hóa tiêu thụ nhanh chóng, dù bạn phải bận rộn luôn chân luôn tay, nhưng đổi lại, tiền bạc cũng sẽ chảy ào ào vào túi, bạn có thể thử nhập thêm những mặt hàng mới, rất có thể sẽ thu hút thêm được nhiều đối tượng khách hàng tiềm năng. Nhưng lưu ý, cầu tài cũng cần có lộ trình nhất định, đừng vì nóng vội muốn kiếm hời để đón Tết mà đi theo con đường không chính đáng. Dù dùng cách gì để làm giàu đi nữa, nếu bạn đi theo hướng chính đáng, ắt sẽ thu về lợi nhuận cao. Bên cạnh đó, dù tiền bạc có dùng đến đâu, bạn cũng cần cân đối lại việc chi tiêu của bản thân sao cho tốt nhất để đảm bảo thu chi cân đối và có ngân sách tích lũy tốt. Sắm Tết ở mức độ vừa phải và hợp lý, đừng quên khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng bất lợi từ đầu năm, nên không cần phải quá xa hoa làm gì. Về phương diện tình duyên gia đạo, căn cứ tử vi tháng 12 năm 2003 của 12 con giáp âm lịch, nhiều cá tin đồng thời soi chiếu, giúp cho vận trình tình cảm của người tuổi Đinh Tỵ phát triển rực rỡ trong những ngày tháng cuối năm này. Vận đào hoa nở rộ sẽ giúp người độc thân nhận được sự chú ý của rất nhiều người xung quanh. Thời điểm này, bạn đã chú ý hơn đến ngoại hình của mình, nên đi tới đâu cũng được mọi người chú ý. Hơn nữa, bạn lại là người có tài, tự tin, nên dễ dàng khiến các đối tượng khác giới rung động. Người thân, bạn bè có thể giới thiệu cho bạn một vài đối tượng khá triển vọng để làm quen. Song bạn cũng có thể tình cờ gặp được người ưng ý ở một buổi giao lưu tụ tập nào đó, hãy thử trò chuyện và giữ liên lạc với người bạn có thiện cảm, rất có thể đó là người sinh ra để dành cho bạn đấy. Tuy nhiên, bạn hãy nhắc nhở bản thân chân thành trong các mối quan hệ, chớ nghĩ tới việc bắt cá hai tay kẻo tự làm hỏng những điều tốt đẹp vận mệnh mang tới cho mình. Hãy nghiêm túc trong chuyện tình cảm thì mới xây dựng được quan hệ lâu bền với người khác. Với người có đôi có cặp, bạn biết hài lòng với những gì mình đang có và rất trân trọng nửa kia của mình. Hai người có thể dành nhiều thời gian ở bên nhau để trò chuyện, chăm sóc nhà cửa, chuẩn bị cho những ngày Tết sắp tới. Nếu có vấn đề gì xảy ra, hai người hãy nhớ trao đổi với nhau. Chỉ cần vợ chồng đồng tâm hiệp lực thì chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe của tuổi Đinh Tỵ tháng này nhìn chung ổn định, không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên do tác động của Bạch Hổ hung tinh nên bản mệnh vẫn nên đề phòng họa huyết quang hoặc những tai nạn bất ngờ, làm gì cũng cần phải cẩn thận, nhất là khi tiếp xúc với những vật sắc nhọn và có tính sát thương cao. Đồng thời bạn cũng nên để ý tới vấn đề ăn uống, đi lại, đừng để gần Tết rồi còn gặp sự cố hay thương tật. Trong tháng tiệc tùng, ăn uống liên miên nên cần kiểm soát để chức năng tiêu hóa tránh bị quá tải, tránh lái xe khi đã uống rượu bia, sử dụng chất kích thích kẻo tự mình gây họa lớn. Thưa quý anh chị, chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là chúng ta đã khép lại một năm 2023 dài đằng đẵng. Đối với Minh Đường Tử Vi thì năm qua khá nhiều may mắn. Nhờ được các thầy tử vi dự đoán được tương lai, nên biết tránh những họa hại vận vào mình nên cũng bớt phần đen đuổi. Không biết quý anh chị Đinh Tỵ 1977 có ổn không ạ? Hãy bình luận xuống bên dưới video để Minh Đường Tử Vi được biết nhé! Trước khi đến với chi tiết từng tuần trong tháng 12 âm lịch này, Minh Đường Tử Vi xin gửi tới một đoạn chưa đầy đủ lắm về năm 2024 của quý anh chị tuổi Đinh Tỵ 1977. Vậy năm 2024 này là hung hay cát? Xin hãy đến với phần luận giải sau đây của Minh Đường Tử Vi nhé! Năm Giáp Thìn 2024 có ngũ hành thuộc hỏa, có mối quan hệ tương sinh với hành thổ của tuổi. Điều này tương đối cát lành đối với nam Đinh Tỵ 1977. Nếu xét về thiên cang và địa chi, đinh gặp giáp thì bình hòa, tỷ với thìn cũng bình hòa với nhau, như vậy là rất tốt, những điều này báo hiệu một cuộc sống yên bình, hành thông. Trong năm 2024, đối với nam Đinh Tỵ 1977, để tận dụng tối đa vận khí thuận lợi, bản mệnh nên nỗ lực làm việc với tinh thần cầu tiến, chăm chỉ, trung thực,
Vận trình tử vi số mệnh 2024 của Nam Đinh Tỵ khá suôn sẻ, được thiên thời địa lợi nhân hòa. Đây là thời cơ chín muồi để bản mệnh lên kế hoạch hiện thực hóa những dự định quan trọng của bản thân. Năm Giáp Thìn 2024, Đinh Tỵ Nam Mạng sẽ có con đường sự nghiệp tương đối bình ổn. Ở độ tuổi 48, công việc tuy không có những bước phát triển bước phá nhưng lại rất vững vàng. Làm tới đâu chắc thắng tới đó, đôi lúc công việc gặp trục trặc không như ý, nhưng với bề dày kinh nghiệm, Đinh Tỵ Nam Mạng có thể xử lý êm xuôi, tốt đẹp. Năm 2024 này, mệnh chủ nên duy trì những thành quả cũ, trước các quyết định thay đổi thì cần có sự tính toán, thận trọng, không nên liều lĩnh. Vận khí tài lộc của Nam Mạng Đinh Tỵ khá thịnh vượng trong năm 2024, mệnh chủ may mắn có được nhiều cơ hội để tích lũy thêm nhiều tài sản, nguồn tiền tài dồi dào. Nhờ vậy mà cuộc sống sẽ được đầy đủ, no ấm. Ở độ tuổi trung niên, Đinh Tỵ Nam Mạng nên hạn chế tiêu xài hoang phí, thay vào đó hãy cố gắng để ra một khoản dành dụm. Để tình hình tài chính luôn vững vàng, Nam Đinh Tỵ nên kiểm soát chi tiêu, hướng về sống tiết kiệm, giản dị, thanh tịnh. Nam Đinh Tỵ sẽ có cuộc sống gia đạo hạnh phúc, đầm ấm trong năm 2024, vốn là người ham công tiếc việc. Mệnh chủ dễ đánh mất cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp, nếu muốn giữ cho mái ấm luôn an vui, nên dành nhiều thời gian chăm sóc những người thân trong nhà. Tình cảm gia đình sẽ càng thêm khăng khít sau những khoảnh khắc vui vẻ bên mâm cơm nhà hoặc trong các chuyến du lịch. Ngoài ra, việc chủ động quan tâm, sẻ chia cảm xúc qua lời trò chuyện thân mật cũng giúp gia tăng tình thân. Người tuổi Đinh Tỵ thường sống nội tâm hay che giấu cảm xúc thật của bản thân, nếu muốn hóa giải những hiểu lầm không đáng có, để mọi người càng thêm thấu hiểu lẫn nhau, mệnh chủ nên biểu lộ tâm tư tình cảm một cách rõ ràng hơn. Bước sang độ tuổi 48, cơ thể sẽ gặp phải một số vấn đề sức khỏe thường thấy ở tuổi trung niên trong năm 2024 này. Mệnh chủ nên phòng tránh bệnh tật bằng cách khám sức khỏe định kỳ. Lời khuyên để có được sức khỏe dồi dào là lối sống lành mạnh và chế độ ăn uống khoa học. Ngoài ra các hoạt động thể thao vừa sức không chỉ giúp cơ thể dẻo dai, săn chắc mà còn nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh. Đối với nữ Đinh Tỵ, năm Giáp Thìn 2024 có ngũ hành thuộc hỏa, có mối quan hệ tương sinh với hành thổ của tuổi, điều này tương đối cát lành đối với nữ Đinh Tỵ 1977. Nếu xét về thiên can và địa chi, Đinh gặp Giáp thì bình hòa, Tỵ với Thìn cũng bình hòa với nhau, như vậy là rất tốt, những điều này báo hiệu một cuộc sống yên bình, hanh thông. Vận trình tử vi 2024 của nữ mạng Đinh Tỵ sẽ là một năm bình ổn, vượt qua được nhiều thử thách. Nữ tuổi Đinh Tỵ 1977 là người suy nghĩ sâu sắc, cẩn trọng trong công việc, nên làm tới đâu chắc tới đó. Năm nay nếu duy trì được các thế mạnh của mình thì sự nghiệp của mệnh chủ càng được củng cố vững chắc hơn. Tổng thể vận trình tài chính tuổi Đinh Tỵ nữ mạng năm 2024 được ổn định, chỉ cần không lãng phí xa hoa, biết tiết kiệm và cân đối chi tiêu thì cuộc sống gia đình sẽ ngày càng chất lượng hơn, hạnh phúc ấm êm. Nhờ sự nỗ lực trong công việc và vốn kinh nghiệm tích lũy lâu năm trong nghề nghiệp, nữ tuổi Đinh Tỵ 1977 sẽ đạt được những thành tựu nhất định trong năm nay. Song song với đó, mệnh chủ cũng cần phân bổ thời gian hợp lý để nghỉ ngơi, lấy lại năng lượng, giúp quá trình làm việc hiệu quả hơn. Ở độ tuổi 48, nữ Đinh Tỵ nên duy trì công việc nhẹ nhàng, hài lòng với những gì mình đạt được, chăm chỉ nhưng không tạo áp lực cho bản thân, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ, mệnh chủ sẽ bảo vệ được những thành quả của mình. Vận trình tài chính của nữ mạng Đinh Tỵ trong năm 2024 thiên về sự tích lũy, mệnh chủ biết cách kiểm soát tài chính, có kiến thức đầu tư nên các dòng thu nhập vẫn đều đặn tăng trưởng. Bước sang độ tuổi 48, cuộc sống của nữ Đinh Tỵ chú trọng nhiều hơn đến đời sống tinh thần, sự giản dị một mặt thay vì những thứ xa hoa đến từ bên ngoài. Vì thế mệnh chủ sử dụng đồng tiền đúng mục đích hơn, không còn nhiều lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Năm 2024 là một năm hạnh phúc, an yên trong gia đạo của tuổi Tỵ nữ mạng 1977. Vợ chồng thường xuyên quan tâm, chia sẻ với nhau nên giảm được cảm giác cô đơn. Nữ Đinh Tỵ là người sống có quy tắc, chuẩn mực, luôn làm gương cho con cái. Vì vậy các thế hệ sau đều hiếu thảo, thành đạt, gia đình hòa thuận thì sẽ đón nhận được nhiều phúc khí, hiểu được điều đó. Nữ Đinh Tỵ luôn là người gắn kết tình cảm yêu thương giữa mọi người trong nhà, những bữa cơm thân mật, sự quan tâm sẻ chia sẽ giúp cho tình cảm gia đình càng mặn nồng, hạnh phúc. Bước sang tuổi 48, mệnh chủ Đinh Tỵ nữ mạng nên lưu tâm chăm sóc sức khỏe, không được chủ quan với cơ thể hiện tại. Tập cho mình thói quen vận động nhẹ nhàng mỗi ngày bằng cách đi bộ, đạp xe, tập thể dục, tập yoga sẽ giúp cải thiện các vấn đề về xương khớp, lưu thông khí huyết. Bên cạnh đó, nữ mệnh Đinh Tỵ nên giữ cho tâm lý vững vàng, thoải mái thì cuộc sống sẽ an yên, nên duy trì lối sống giản dị.
thanh tịnh, hòa đồng với mọi người, không cố kiểm soát tất cả mọi thứ thì cuộc sống sẽ được thảnh thơi, hạnh phúc lâu dài. Trong năm Giáp Thìn 2024, nữ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977, gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành Mộc, hướng tới sự an vui, hòa hợp. Trong năm gặp sao này thường gặp nhiều may mắn, có tài lộc, sự nghiệp thăng tiến, công việc kinh doanh rất thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn bè tốt. Với bản chất là phúc tinh, nên sao này tốt cho cả nam và nữ. Nếu phụ nữ mang thai gặp năm có sao Mộc Đức chiếu, thì tính cách đứa trẻ sau này kiên cường, điềm tĩnh, quyết đoán. Mệnh chủ Đinh Tỵ 1977 nữ mạng, gặp hạn tam kheo. Hạn tam kheo là hạn xấu, chủ về vấn đề liên quan tới sức khỏe, có nguy cơ bị các bệnh về xương khớp, tay chân, vì thế nên tránh những nơi đông người, hạn chế phát sinh mâu thuẫn vì có thể dẫn tới xô xát mà gây ra chấn thương, ngoài ra cũng cần đề phòng các chấn thương ngoại khoa. Trong năm nay, nữ tuổi Tỵ 1977 cũng nên duy trì lối sống tiết kiệm, chi tiêu hợp lý để tình hình tài chính được an toàn. Và bây giờ xin mời quý anh chị tuổi Đinh Tỵ 1977 đến với luận giải chi tiết từng tuần trong tháng 12, tháng cuối cùng của năm 2023 nhé. Tử vi tuần 1, tuổi Đinh Tỵ tháng 12 âm lịch 2023. Khó khăn và thuận lợi cứ chen nhau xuất hiện trong tuần này, đòi hỏi người tuổi Đinh Tỵ phải thực sự cố gắng và quyết tâm. Chớ bỏ cuộc giữa chừng, hãy coi những khó khăn bạn đang gặp phải là yếu tố cần thiết phải vượt qua nếu muốn phát triển. Tình hình tài chính cũng chưa có dấu hiệu tích cực nào, có lẽ những mối đầu tư của bạn chưa thể đem về lợi nhuận nhanh chóng đến vậy. Hãy tiếp tục với hướng đi của mình và chờ đợi vào kết quả ở tương lai, đồng thời có cách chi tiêu tiết kiệm hơn. Sự xuất hiện của sao Thiên Đức là một lời cổ vũ với bản mệnh trong tuần này. Đặc biệt là với người trẻ tuổi, chỉ cần bạn quyết tâm làm việc thì không việc gì có thể làm khó được bạn, thậm chí bạn tìm được cơ hội để chuyển bại thành thắng. Tiếc rằng, phương diện tình cảm lại khá trầm lắng, người độc thân quá bận rộn với cuộc sống riêng của mình, nên có vẻ khá rừng rưng trong chuyện tình cảm, bạn thường có cách từ chối phũ phàng những đối tượng tiếp cận mình. Các chỉ số trong tuần, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 7 đến 9 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng, quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ, con số may mắn, nam 7, 06, 89, 93, nữ 8, 42, 25, 50. Tử vi tuần 2, tuổi Đinh Tỵ tháng 12 âm lịch 2023. Khuyên người tuổi Đinh Tỵ cần phải chú ý cách hành xử của mình trong tuần này, đừng vì được lãnh đạo quan tâm, giúp đỡ mà thành ra kiêu ngạo, đắc tội với mọi người xung quanh, dù tài giỏi đến đâu mà không được mọi người ủng hộ thì bạn cũng khó thành công. Tình hình tài chính khá ổn định, bạn vẫn thu được một khoản đều đều từ các mối làm ăn của mình, tuy nhiên, nếu muốn mở rộng các mối làm ăn của mình thì bạn cần hết sức thận trọng, có thể thời điểm bây giờ không thực sự thích hợp. Trong gia đình, vợ chồng không nên mâu thuẫn với nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, dù có vấn đề gì xảy ra, hai người cũng nên nhường nhịn nhau một chút, lùi một bước thì sóng yên bể lặng, vợ chồng không gây tổn thương cho nhau. Bạch Hổ mang lại điềm báo, bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông cũng như lao động chân tay để đề phòng những sự cố đáng tiếc, đồng thời chớ làm việc quá sức. Các chỉ số trong tuần, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 21 đến 23 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, xám, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi, con số may mắn, nam 4, 14, 37, 78, nữ 2, 96, 62, 21. Tử vi tuần 3, tuổi Đinh Tỵ tháng 12 âm lịch 2023. Người tuổi Đinh Tỵ không nên lơ là, chủ quan trong công việc vào tuần này. Đầu tuần mọi việc có vẻ thuận lợi có thể khiến bạn lơ là cảnh giác. Nhưng từ giữa tuần trở đi nhiều khó khăn ập đến, nếu không có tinh thần chuẩn bị thì bạn dễ rơi vào cảnh hoang mang, bối rối. Cát tinh tử vi sẽ mang tới may mắn, giúp bản mệnh hóa giải nhiều nguy cơ trong tuần này. Thậm chí thách thức bất ngờ xuất hiện cũng là cơ hội để bạn rèn luyện và tiến bộ hơn, thậm chí chuyển bại thành thắng. Phương diện tài chính đến cuối tuần sẽ có những bước phát triển tích cực hơn. Vì thế đầu tuần là quá trình bạn chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực, vật lực cần thiết để đến khi cơ hội xuất hiện thì có thể nhanh chóng nắm bắt. Chuyện tình cảm đến cuối tuần có ít nhiều khởi sắc, song như vậy vẫn không đủ để hàn gắn những tổn thương mà bạn phải chịu trong suốt thời gian qua. Có lẽ bạn cần cân nhắc lại xem người ấy có xứng đáng với tình cảm của mình hay không. Các chỉ số trong tuần, sự nghiệp,
4 sao, tài lộc, 5 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 5 sao, giờ tốt, 11 đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Con số may mắn, nam, 4, 19, 98, 65, nữ, 2, 56, 02, 39. Tử vi tuần 4, tuổi Đinh Tỵ tháng 12 âm lịch 2023. Có thể thấy rằng, tuần này sẽ là một tuần khá may mắn đối với người tuổi Đinh Tỵ, bản mệnh được lãnh đạo ưu ái, chỉ dẫn trong nhiều việc nên nhiệm vụ nào cũng hoàn thành xuất sắc, khẳng định được tầm quan trọng của bản thân trong tập thể. Tình hình tài chính thiên về ổn định, nhưng có một số người có cơ hội phát tài nhờ vào may mắn. Nhờ vậy mà bạn sẽ khá rủng rỉnh trong lĩnh vực chi tiêu, tuy nhiên, hãy có cách sử dụng và đầu tư hợp lý thì tiền mới sinh sôi nảy nở. Sao dịch mã chiếu mệnh cũng là dấu hiệu chứng tỏ tuần này, để kiếm về tiền bạc và danh tiếng thì bạn sẽ phải di chuyển, bôn ba khá nhiều, vì thế bạn không ngại gian khổ nhất thời nếu muốn hướng đến một tương lai tươi sáng. Phương diện tình cảm cực kỳ rực rỡ, dù bạn còn độc thân hay đã có đôi có cặp thì đều được tận hưởng hạnh phúc. Bạn tìm ra người luôn quan tâm, chăm sóc mình, giúp mình có thêm động lực để mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 21 đến 23 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lá cây, xanh rêu, quý nhân phù trợ: Sửu, Tuất, Hợi. Con số may mắn: nam 1, 64, 48, nữ 5, 28, 51, 75. Vâng, cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe bài chia sẻ của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý anh chị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.